Milky, what do you do, Milky? Why do you lick? You like the grass. Cái lông hổ này là hổ Bengal, là hổ lớn thứ hai trên thế giới. Với trọng lượng của bạn hổ cái là 200 kg, còn bạn hổ được lên tới 350 kg thì trưởng thành. Chúng ta cùng tìm xem những bạn hổ khác đang ở đâu nhé. Where are the others? Cái bạn này là loài chịu nhiệt khá kém. Từ bây và buổi trưa nắng nóng, các bạn thường chịu xuống có đỉnh 45 như là một cách đề hài nhiệt cơ thể của mình. Mỗi ngày tôi bên anh sẽ cho một bạn hổ ăn từ 4 cho tới 5 gram thịt. Các bạn này sẽ ăn thịt bò, thịt trâu và thịt gà tươi. Và ở phía trước xe một bạn hổ thứ hai, bên tay phải xe bạn này đang đi ra. Đây là bạn hổ cái đang đi ở phía trước xe này. So bad news. Milky Oreo. Milky Oreo. It's me.